sai hết rồi. Sai hả? Gì mà 20-24 ta? Nó đi sông đôi nè. Nó đi hai cây xuống sông đôi chứ nó chia ra rồi. Hai cây nó xuống cùng lúc này nè. Cây bên này nó xuống. Rồi nó chia hai lỗ. Cái đời xưa là nó bắn xe rô mà nó với chị